Mụi đâu á mụi? Mụi đi đâu vậy mụi? Đi mà sao đi thụt lùi vậy? Ngộ ghê vậy? Sao nay mụi đi thụt lùi vậy? Tưởng mụi đi tới. Mẹ lùi lùi cho mụi đi tới. Ai ngờ mụi đi thụt lùi luôn. Mụi đi thụt lùi lại mụi cầm. Mụi ngồi xích đu. Cậu ba bài gì cho mụi chơi kìa mụi. Lẹ lên. Cậu ba đâu rồi? Cậu ba định chôn Việt Nam con hay sao vậy? Cậu ba định tròn tròn mũi đó. Con dở nhất là bong bóng rồi. À. Nè mẹ đi trước đi. Wow, bong bóng đẹp quá mũi ơi. Cậu ba để một đường bong bóng luôn cho mũi đi. Mình không thấy người ta là người ta thấy mình. Mũi có thấy cậu ba đâu không mũi? Đâu, cậu ba đâu? Cậu ba thấy mũi đâu không cậu ba? Thấy. Thấy. Mình không thấy người ta nhưng mà người ta vẫn thấy mình. Đó là một điều quan trọng đó mọi. Cậu ba bài bong bóng để làm gì cậu ba? Bóng nước. Bẻ bong nước. Mọi ra đây nó nghe nè. Để làm bẻ bong nước mọi ơi. Đó mọi bong bóng nó có mấy màu. Mấy màu? 6 màu hả? Vàng, cam, tím, đỏ. Vàng, cam, tím, đỏ, xanh, hồng. Đúng rồi, 6 màu. Bây giờ cậu ba làm gì? Cậu ba nói màu đi, mọi cậu ba giới thiệu tiếng Anh nha. Cậu ba đúng rồi. Đúng rồi, mọi tìm cái bong bóng màu nào là bắt đầu cậu ba làm bể bong bóng màu đó nha. Cậu ba nhảy lên. Con nhắm mắt lại con nói nha. Nhắm mắt lại. Không, mọi nó màu á, cậu ba tự tìm chứ con chỉ gì? Red. Red, 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 red. Red, mũi đâu mất tiêu rồi. Đứng nào lên. Đâu? Red. Red, mũi nói red kìa cậu ba. Kiếm trước nha. Chơi kì vậy sao cậu ba nó nhảy lên. Ô, cái bong bóng thiệt là dài. Cái bong bóng nó nói liêu liêu liêu. Cái bong bóng nước nó nói liêu liêu liêu. Gãy luôn, gãy. Mũi, cậu ba làm mũi có một phen cười vỡ bụng luôn. Tới kiếm của mùi. Để mùi. Để đó cho mùi. Không được. Gãi kiếm rồi còn đó mà. Rồi để đó cho mùi. Đổi. Đổi cho cậu ba đi mùi. Giữ nè. Cái này tiện nè. Rồi. Đổi đổi thành cây samurai nha. Của samurai. Wow. Liêu liêu liêu. Cái bong bóng nó cứ liêu 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 cậu ba. Wow. Dữ dằn quá, dữ dằn quá. Dữ, dữ, dữ. Rồi bây giờ mụi nói màu nào mụi? Bây giờ con nói một màu duy nhất trong đây luôn nha. Đúng. Yellow. Yellow. À, yellow kia rồi. Yellow. Nghiêm. 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 Wow. Oren là gì? Oren, 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 oren. Oren đâu? Kia. Bong bóng hỏi cậu ba nhờn mặt nó hả? Cậu ba làm gì vậy? Để con cho. Để mồi, để mồi. Mồi nhẹ quá em mồi. Mùi làm gì vậy? Kinh lên, kinh lên. Mùi, mùi, mùi muốn thải. Mùi kinh nổi không? Tới mùi. Dục ở đây luôn. Cái gì vậy? Đâu? Dục á, ngay đây nè. Cần rét dục cả vô. 1, 2, 3. Tấn công cậu ba luôn. Dục ơi. Thải lại cậu ba luôn. 1, 2, 3, thải đi. Cái này nó mùi... có tâm. Thì dục đại đi. Ôi, bể luôn á, thấy chưa? Mũi hay quá à. Rồi mũi làm cái màu nào nữa mũi? Bây giờ con sẽ nói một màu nữa. Màu nữa. Màu gì? Red. Red. Red hả? Red, red nữa, red nữa. Chuẩn bị nha. Red nữa. Nghiêm. Nghiêm. Ha.
dữ dằn chưa. Mọi bịch tai mọi chạy luôn. Mọi nghe tiếng mọi bịch tai mọi chạy vô nhà luôn. Rồi mũi ơi, tới màu nào nữa mũi? Mũi tới mũi làm, tới mũi làm. Tới mũi làm. Mũi làm mũi. Wow, hay quá ta. Đá của ba đá qua cho mũi có chứ. Ai tử nó bể luôn rồi. Khỏi cần làm. À, có đá. Rồi á. Bỏ dưa hấu nha. Trời, giống tái dưa hấu thiệt. 2 3 gì vậy? Mũi mũi mũi. Mũi ơi bình tĩnh, mũi ơi bình tĩnh. Mẹ cũng có. Mẹ cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Mũi. Không thể nói nên lời. Không còn lời gì để nói. Cậu ba mới quảng cáo đó là cái kiếm xịn của cậu ba. Đó nè, gãi là kiếm gãi. Nào, kiếm không gãi là không nào. Mũi. Mũi 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 nhờ có video quay lại chứ không cậu ba cãi rồi. Trời ơi kiếm gãi luôn hả, gãi tép bét luôn hả? Gãi đầu. Bỏ ta. Kiếm của mùi. Trời ơi. Tình hình là thế nào? Còn cái nữa mùi, mùi làm mùi. Còn cái nữa dành cho mùi. Cái nữa màu xanh dương. Cái sau cùng. Cộng cộng nó được không? Nó như cái ống hút. Dạ, nó mềm vậy hả? Mềm vậy sao làm được mũi? Ginh lên thảy xuống rồi mũi. Ok, từ từ. Tới mũi. Cậu ba, ginh lên để con. Cây kiếm mới có kiểu tóc mới. Cây kiếm có kiểu mới. Rồi, cậu ba này làm bể luôn của mũi rồi. Đá bành mà. Kỳ quá à. Cậu ba đá qua nó bể luôn rồi, dễ bể quá trời mà sao nó làm gãy cây kiếm hay ha. Dạ. Cũng chắc lắm đó chứ. Rồi thôi. Thua luôn. Cậu ba làm gãy hai cây gươm luôn á hả mọi. Gãy hai thanh gươm luôn. Thanh gươm màu đen mọi ơi. Samurai. Này màu trắng hay màu đen? Mỗi nó chiến tích của cậu ba chiều nay á. Chiến tích của cậu ba. Làm cái vỏ màu đen tự nhiên hẹp mì tương đen quá mọi. Nè. Mì tương đen. Mũi thèm không? Mũi thèm mì tương đen không? Mũi thèm mì tương đen không? Hay nó giống cọng tóc khổng lồ. Giờ mẹ có ý tưởng này. Mũi đi mua mì tương đen về nấu ăn. Mũi ơi. Hai gói cho mũi với cậu ba. Hai gói mì tương đen đi. Tại vì hai con báo, mua cho hai con báo hai gói mì tương đen ăn. Tại vì gầm gãy hai kiếm báo quá báo luôn cho nên là cho mì tương đen ha. Cậu ba làm gãy hai cây kiếm chứ con nấu làm. Nhưng mà con mì tương đen không? Con mì tương đen không? Con mì tương đen không? Ừ? Ăn mì tương đen không? Ăn thì đi mua nha. Bông bóng nó dài vậy ta. Bóng dài ghê. Chưa lấy tiền đi. Mùi ơi. Dạ. Bây giờ mùi đi mua mì tương đen nha. Mẹ đi với con ơi. Thôi con đi mình đi. Dạ. Đi chút xíu rồi. Mua hai gói thôi nha con. Nhưng mà con đâu có tiền. Đây mẹ cho nè. Rồi bỏ vô túi á. Đi nha. Hả? Rồi đi đi. Nhớ chỗ này là bị gãy cái kiếm hả? Nước quá trời nước luôn, cái bong bóng nó ra nước quá trời. Thôi đi nhanh. Đi nhanh về lẹ nha. Đi nhanh lên, mẹ ở đây mẹ đợi nha. Hai gói nha. Wow, mụi mua mì về rồi hả? Trời còn hai gói này nha. Ừ thì mua hai gói mà hai gói không giống nhau nữa hả? Nó hết rồi còn mỗi thứ một gói hả con? Dạ. Đâu mẹ coi này. Mì tương đen Bắc Kinh với mì tương đen gì? Chanh chanh.
Hả? Rồi cậu ba dọn hai cái thanh gươm để đây nè muội. Nó bị gãy hết luôn á muội. Cái này thì bị gãy như thế này. Ừ. Còn cái này thì gãy sứt đầu luôn. Đúng không? Bây giờ vô nấu mì á, nè, cầm vô nấu luôn đi. Cầm vô cho. Ờ vô mẹ nấu cho cậu ba với muội ăn ha. Rồi nước dép muội nước không á hả? Đúng rồi. Cởi ra đi. Cậu ba cầm mì xuống nấu ăn kìa. Muội về tới rồi dép muội nước không à. Đổ ra úp ngược lại. Đổ ra úp ngược lại, dép muội nước không. Mì tương đen tới đây. Ủa, muội ăn dĩa nhỏ hả? Cậu ba ăn dĩa bự hả? Đã vậy ta. Ngon không? Ngon không? Ngon chứ. Đi ra đây ăn hả? Dữ dằn chưa? Đâu? Kiểm tra coi. Wow, của mì, của muội gói nhỏ phải không? Sao sao để dĩa nhỏ vậy? Nãy muội mua được gói lớn với gói nhỏ. Cộng nhỏ gói nhỏ. Ba. Thấy không? Phải không? Phải không? Nè. Ừ, chắc gói nhỏ cộng nhỏ không. Gói nhỏ là tương đen Bắc Kinh, còn gói lớn là mì Jinshan. Hai cái đều là mì tương đen hết. Muội ăn cái hết, muội ăn ké. Muội ăn ké, ăn ké có ngon không? Cái nào ngon hơn muội? Của muội ăn ngon hơn hả? Cậu ba lấy gì vậy? Ta ăn ké con cộng, cậu ba lấy là 15 cộng. Ê, lạ rồi. Con thấy 100 cộng. 100 cộng luôn á hả? Dữ dằn quá. Bằng nhau. Bằng nhau hả? Ngon bằng nhau luôn hả? Ngon bằng nhau nha. Mình dĩa cậu ba có vẻ bự hơn á. Nhiều hơn á. Muội thì cái nào ngon hơn muội? Cái của muội ngon hơn, muội thích tương đen Bắc Kinh hơn. Ngon không? Đã quá, đã quá, quá đã, quá đã. Chiều nay được thưởng thức mì tương đen ngon quá à. Không ai phát biểu ý kiến luôn á. Ngon quá. Ngon quá là ăn không à. Không là nói gì trơn á. Không nói gì. Ngon. Chỉ phải nói được một từ là ngon thôi. Bye bye. Đang ăn. Đang ăn luôn. Ăn ai rảnh đâu nói. Đang ăn ai rảnh đâu nói. Bye bye. Đi vô. Ăn đi cho đã đi. Wow.